Ngày 19 tháng 7, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số chốt kiểm dịch và một số doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Qua đi kiểm tra thực tế tại chốt kiểm dịch IC12 và chốt kiểm dịch tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho thấy, lực lượng chức năng tại các chốt đã khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống dịch như tiếp nhận khai báo y tế, lấy mẫu test nhanh COVID-19, phân luồng xe. Các lái xe và người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch của lực lượng chức năng. Kiểm tra đột xuất tại công ty Daesun Global tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình và công ty cổ phần An Tiến Industrial khu vực phía Nam, thành phố Yên Bái, nơi có số lượng công nhân tập trung đông, nhưng bám sát sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, các nhà máy đã làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Các công ty cũng có sổ ghi chép hàng ngày tại khu vực nhà ăn để đảm bảo khoảng cách, không tụ tập đông người. Các công ty đều bố trí hệ thống rửa tay khử khuẩn, chia các giờ ăn khác nhau cho công nhân, có vách ngăn giữa các bàn ăn, xây dựng phương án để tiêm phòng COVID-19 cho cán bộ, người lao động trong công ty. Các nhà máy cũng đã xây dựng phương án trong tình huống xảy ra dịch bệnh, sẵn sàng phục vụ công nhân có chỗ ăn ở tại chỗ, vừa làm việc vừa cách ly y tế. Tuy nhiên, để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đoàn công tác cũng yêu cầu các nhà máy phải có sổ ghi chép người đến công ty là người trong tỉnh và ngoài tỉnh để phục vụ cho công tác truy vết nếu có trường hợp F0 xảy ra trên địa bàn. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã tìm hiểu, nắm bắt những khó khăn tại các chốt kiểm dịch và một số công ty. Ngay sau buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế, lực lượng công an, quân đội phải bổ sung thêm các tổ lấy mẫu kiểm dịch COVID-19 tại các chốt IC12, chốt tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, phối hợp với các ngành liên quan để ngăn chặn xử lý trường hợp lái xe hoặc phụ xe không chấp hành khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, không thực hiện lấy mẫu test nhanh COVID-19. Có thêm các khuyến cáo, tờ rơi tuyên truyền tại các chốt để nâng cao ý thức, nhận thức cho nhân dân về phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao cho Trung tâm Công nghệ Thông tin khẩn trương triển khai các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch nhằm đảm bảo việc khai báo nhanh gọn, không để bỏ sót người không khai báo y tế vào địa bàn.